khi cán bộ ngồi nhầm chỗ. Kính thưa quý vị, điều động cán bộ không phù hợp với năng lực sở trường của người được điều chuyển là một hình thức nhầm chỗ. Lâu nay, chuyện phân công điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp có khá nhiều vấn đề nổi cộm. Một phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh nọ chống lệnh điều động về làm ở Hội chữ thập đỏ vì không phù hợp với chuyên môn. Nào là ông phó chủ tịch quận ở một thành phố lớn xin từ chức cũng vì được điều động sang một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ và mới mẻ mà theo ông không phù hợp với chuyên môn của mình. Một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hai phó trưởng khoa làm đơn từ chức vì cảm thấy sự đánh giá, bố trí và sử dụng nhân sự không hợp lý. Chuyện tưởng như tất yếu trong quản lý và phát triển nhân sự là bố trí cán bộ dựa trên nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng mục tiêu, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật. Người quản trị nhân sự giỏi là người tạo được động lực cho cấp dưới, giúp thuộc cấp phát huy được năng lực, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc tập thể. Chẳng thế mà cha ông ta có câu, dụng nhân như dụng mộc, nghĩa là mỗi loại gỗ sẽ chỉ thích hợp với một số lĩnh vực nhất định và có khả năng sẽ tạo ra được một số sản phẩm nhất định. Người thợ giỏi là người có thể nhìn thấy hình hài sản phẩm ngay từ khi nhìn vào khúc gỗ. Khi điều quân, khiển tướng, theo kiểu bắt cá leo cây, hậu quả sẽ nhiều hơn hiệu quả. Điều đáng nói là những câu chuyện chéo ngoe đó lại đang diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là ở các cơ quan tổ chức tại các địa phương, thậm chí là ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nơi mà sự phân định về chuyên môn khá rõ ràng. Việc sắp xếp bố trí cán bộ thường xuất hiện theo mùa và đều hợp pháp bởi dựa trên quy trình và lấy ý kiến tập thể. Chỉ có điều không phải lúc nào mà trường hợp nào cũng hợp lý, thế mới có những tiếng kêu, những sự phản ứng mà dư luận đều thấy. Chuyện rằng có ông bố nọ đang bận rộn công việc nhưng lại bị cậu con trai 5 tuổi cưới giày. Ông bố nghĩ ra cách xé tấm bản đồ thế giới thành nhiều mảnh giao cho cậu bé và yêu cầu cậu ghép các mảnh vụn thành tấm bản đồ như cũ. Ông ta chắc mẩm cậu con trai còn lâu mới có thể hoàn thành được công việc không mấy dễ dàng này. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau 30 phút, cậu bé đã trình bố một tấm bản đồ chính xác như trước. Ông bố hết sức ngạc nhiên và không phục con trai mình. Khi hỏi bí quyết của cậu bé, ông mới biết, nhìn ra mặt sau tấm bản đồ thì sẽ có hình vẽ của một người. Thay vì ghép tấm bản đồ thế giới, cậu bé chỉ cần ghép hình người là xong. Việc này đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. Câu chuyện vui nhưng lại chứa đựng một triết lý sâu sắc. Nếu chọn đúng người, cả thế giới đều đúng. Cái đúng ở đây là giúp mọi việc trở nên đơn giản và hiệu quả. Trong bối cảnh ta đang quyết tâm thanh lọc đội ngũ cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, chống ngồi nhầm chỗ, thì việc bố trí điều động cán bộ không phù hợp với năng lực sở trường, không tính đến lợi thế kinh nghiệm và nguyện vọng chính đáng của người được điều chuyển cũng là một hình thức nhầm chỗ. Đã đến lúc cần xây dựng bộ tiêu chí cứng mang tính định lượng cho công tác cán bộ để đội ngũ đào tạo, lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành thực sự vừa hồng vừa chuyên, đồng thời cũng phải yêu cầu sự công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với công tác cán bộ ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó cũng cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để trục lợi, có như vậy mới tránh được những câu chuyện xót xa như trên. Tránh sập bẫy, sở hữu kỳ nghỉ. Kính thưa quý vị, Tổng cục Du lịch khuyến cáo người dân tránh tiền mất tật mang khi ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, trong khi Bộ Công Thương khuyên người mua đọc kỹ hợp đồng, nhận thức rõ các rủi ro trước khi ký kết. Một tháng trở lại đây, gần như tuần nào chị HL ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cũng nhận được điện thoại mời đi nghe các buổi hội thảo giới thiệu về kỳ nghỉ du lịch. Họ quảng cáo rất khéo léo, nói là mời đến để tặng vé máy bay và voucher kỳ nghỉ tri ân khách hàng. Tuy nhiên khi đến nơi là các buổi giới thiệu kỳ nghỉ du lịch ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La. Tôi không hiểu tại sao các công ty này lại có thông tin của tôi để gọi điện liên tục như vậy. Quảng cáo khác xa thực tế. Nhờ có thông tin cảnh báo của người thân nên chị HL không xuống tay mua kỳ nghỉ nào. Tuy nhiên không phải ai cũng tỉnh táo như vậy. Nghe lời giới thiệu quá hấp dẫn của các nhân viên tư vấn, rất nhiều người đã không ngần ngại bỏ tiền để mua kỳ nghỉ du lịch. Mẹ của chị Thúy Hiền ngụ ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là một nạn nhân tiêu biểu của sở hữu một kỳ nghỉ du lịch cao cấp. Mẹ chị Thúy Hiền được thuyết phục mua kỳ nghỉ dưỡng 7 ngày tại các khách sạn 5 sao. Công ty cũng giới thiệu chính sách sử dụng hợp đồng khá linh hoạt, người mua có quyền chuyển nhượng hoặc cho tặng bán các suất nghỉ dưỡng trong hợp đồng cho người khác, trong khi các công ty khác thì không được như vậy. Bỏ ra hơn 200 triệu đồng sở hữu kỳ nghỉ trong 20 năm, tuy nhiên thực tế thì khác xa như thế. Chúng tôi không có quyền chuyển nhượng, cũng không có quyền linh hoạt sử dụng kỳ nghỉ dưỡng của mình. Gia đình tôi cũng không thể thanh lý hợp đồng. Ở Việt Nam, mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã có từ vài năm nay và là khái niệm không còn quá mới mẻ.
Bên cạnh những lợi ích sẽ mang đến cho người tiêu dùng, thời gian qua thị trường chứng kiến không ít phản ánh về việc khách hàng từng tham gia hợp đồng chia sẻ kỳ nghỉ không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết hoặc quảng cáo. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương cũng đã khuyến cáo người dân tham khảo, nghiên cứu trước khi ký quyết định hợp đồng. Trên thực tế, quyền sở hữu kỳ nghỉ của bên mua không đồng nghĩa với quyền sở hữu bất động sản và hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là hợp đồng dịch vụ, chứ không phải hợp đồng mua bán bất động sản. Việc thực hiện hợp đồng trong tương lai có thể bị đứt gãy nếu như bên phân phối sản phẩm gặp trục trặc từ phía đối tác, thậm chí là rút lui, biến mất. Vì vậy, người mua sản phẩm cần nhận thức rõ những rủi ro để cân nhắc trước khi quyết định ký hợp đồng. Thêm vào đó, hầu như tất cả hợp đồng mua bán sở hữu kỳ nghỉ hiện nay đều là hợp đồng dài hạn và khách hàng phải trả số tiền lớn ngay từ đầu. Do đó, người tham gia cần phân tích, đánh giá rõ về rủi ro hoặc tỷ suất sử dụng dịch vụ trên thực tế. Bên cạnh rủi ro đến từ những yếu tố bên ngoài, như việc bên bán không thực hiện đúng hợp đồng cam kết, nhiều người phản ánh sản phẩm liên quan kỳ nghỉ trên thực tế không như các thông tin quảng cáo. Tổng cục Du lịch cho biết thời gian qua, nhận được nhiều đơn thư của người dân liên quan đến việc mua dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ. Nội dung phản ánh ngoài việc người mua không chỉ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung cấp kỳ nghỉ khoản tiền theo giá trị hợp đồng, mà còn phải thanh toán các khoản phí thường niên hay phí duy trì cho từng năm được điều chỉnh, tăng giảm bất thường. Để tránh tình huống bất lợi không mong muốn xảy ra, cũng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, Tổng cục Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Quản lý Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân phải tìm hiểu thông tin trước khi giao kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Do đó, điều quan trọng nhất là người dân cần xác định rõ toàn bộ các chi phí phải đóng trong thời hạn hợp đồng để cân nhắc và quyết định nhằm hạn chế những rủi ro về sau. Các khoản chi phí này có thể chỉ được quy định trong hợp đồng, không có trong thông tin quảng cáo, chào bán và có thể không được quy định rõ ràng đầy đủ. Chẳng hạn như các điều kiện hạn chế đối với bên mua trong việc hưởng, chuyển nhượng quyền nghỉ dưỡng như thời điểm bắt đầu thực hiện quyền nghỉ dưỡng. Tổng cục Du lịch lưu ý các điều khoản bất lợi cho khách hàng cũng có thể xuất hiện trong hợp đồng. Ví dụ như hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của người mua, không cho người tiêu dùng hủy ngang hợp đồng, chế tài xử lý vi phạm không công bằng giữa hai bên. Phòng khám đa khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của báo Lao động. Kính thưa quý vị, báo Lao động vừa phản ánh thông tin phòng khám đa khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo và ngừng hoạt động. Theo quan sát của phóng viên, ngày 30 tháng 5, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nha khoa Lucia, địa chỉ ở số nhà 35 ngõ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã dỡ biển quảng cáo. Trao đổi với phóng viên, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Đức Viên, trưởng phòng y tế quận Cầu Giấy có văn bản về việc báo cáo kết quả kiểm tra giám sát cơ sở hành nghề y theo thông tin báo Lao động nêu vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Phòng y tế liên hệ công an quận, ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng tổ chức các tổ kiểm tra giám sát hoạt động của cơ sở. Kết quả các đơn vị xác nhận cơ sở này đã tháo dỡ hết biển hiệu ngoài mặt tiền tòa nhà 35 ngõ 45 Trần Thái Tông và không thấy hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Phòng y tế quận Cầu Giấy cũng cho biết thêm, trước đó ngày 10 tháng 11 năm 2022, phòng y tế nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội về việc xử lý, giám sát các cơ sở hành nghề khám bệnh chữa bệnh quảng cáo trái phép, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt tại địa chỉ số 35, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Tuy nhiên, sau hai công văn này, phòng y tế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng kiểm tra tại cơ sở xác nhận chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định. Sau nhiều lần không thể liên hệ được với chủ cơ sở, qua giám sát của Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng, cơ sở vẫn đóng cửa, dừng hoạt động. Phòng y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng giám sát hoạt động của phòng khám bệnh, chữa bệnh không phép này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.